Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Mình sẽ tô màu sản phẩm voi con các bạn xem nha. Còn đây mình sẽ tô màu sản phẩm con bò sữa này các bạn ơi. Mình sẽ tô màu sản phẩm kiến ba quang đây. Như vậy mình tô xong mình đùa thầy cậu chúc tôi nó các bạn có thấy hay không? Nếu nhiều hơn anh ghé cho mình được like kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn. Vậy cho chim ăn chết rồi, nhớ không? Dạ. Chim sắp chết rồi. Không chết được. Hôm nào mang đi chọi đi để thả. Con còn bé. Hả? Con còn bé. Bé. À, mình đã tôn xong cái chữ rồi, nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh. Đến lúc nào thì mới mang đi chọi rất là nhiều. Thế sao mua chim bé à? Chúng tôi coi mình đã tôn vào xong, nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Môn tin là 3 dòng. Như vậy là mình đã tô màu xong hệ thống rồi kìa. Nếu các bạn thích đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bắt ở đâu rồi? Tỏ. Bấy gì? Lúc này mà chẳng đi bẫy trên đề hả? Bẫy để con đi lắm. Chào các bạn. Trong video này thì sẽ đi cho màu. Chúng ta thì hôm nay mình sẽ tô màu cá trình nhé. Bây giờ mình sẽ tô theo con rồi sinh. Các bạn thấy con kiếm ba khoan này đẹp không này? Đây sản phẩm bò sữa, còn bò sữa không mày, nó chỉ đẹp. Đây còn voi đây. Mình sẽ hoàn thiện sản phẩm cho các bạn xem nha. Bây giờ mình sẽ tôi bỏ ra vậy nè. Như vậy là sản phẩm của mình đến đây là kết thúc với nhau các bạn. Đến ba khoản các bạn. Còn bò sữa. Rồi còn. Nếu các bạn thấy sản phẩm của mình hay và ý nghĩa hãy cho mình một lần like để đăng ký kênh nha. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô gấu mèo.